Xin chào các bạn, cho đây cửa hàng gối qua bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy phun xương tạo oxy Yome. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu về máy. Đây là một cái sổ hướng dẫn cho các bạn, bao gồm một cái máy tương tự máy như thế này. Đây là một cái adapter đi kèm với cái máy, đó là một cái súng phun oxy, và cái đây là để gắn vào này, và gồm một cái dây để gắn vào cái súng và đầu máy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy ha. Thì mình sẽ kết nối giữa cái dây này với cái súng. Đây là một có một cái lỗ nha các bạn, mình gắn vào đây. Còn đầu còn lại thì mình sẽ gắn vào cây súng này. Cái bình này để chứa phun xương thì mình sẽ sử dụng nước sệt hoặc là toner hoa hồng. Ở đây thì mình sẽ sử dụng nước sệt cho các bạn. Thì mình sẽ đóng nó lại. Chức năng của nó là làm sạch da và thư giãn ha, làm sạch da, dịu da luôn. Cái đây thì mình gắn vào đây để mình giữ cái súng lại. Đây thì mình dây này thì mình gắn vào nguồn điện. Đây thì có một cái lỗ này, quan cắn vào này. Mình ngắm điện nha. Khi sử dụng thì các bạn sẽ nhấn này, thì chứng tỏ là máy đang hoạt động nha các bạn. Đây, mình giới thiệu về cái này. Thì các bạn phun xương thì phun mình thì các bạn sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ thì các bạn sẽ phun. Ví dụ như các bạn, đây là phun vừa thôi các bạn. Nếu các bạn muốn phun ra mình hơn thì các bạn vặn ra, vặn ngược chiều kim đồng hồ thì sẽ phun mình hơn nha các bạn. Đấy, các bạn phun yếu thì các bạn sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ phun ít. Không sai nữa thì các bạn sẽ vặn cố định ha. Là lúc này là nó sẽ không có hoạt động nữa. Thì nhấn nút này thì nó sẽ tắt máy này. Để được mua hàng và tư vấn thì các bạn sẽ liên hệ vào số điện thoại ở trên màn hình nha. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.